Trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì vừa mới có một tin vui là tập đoàn tư nhân Vingroup đã gửi thư tới các quý cơ quan lời chào trân trọng và cho biết là với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn tiến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng và có nguy cơ lây lan rất lớn ở Đà Nẵng, thì chính thức tập đoàn Vingroup đã tài trợ 100 máy thở VFS 510. Ngoài ra, công ty Vingroup còn sẵn sàng hỗ trợ thiết bị y tế và nhân viên từ Vinmec đối với bệnh viện dã chiến tại Đà Nẵng. Ngoài ra, bệnh viện Vinmec sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 và điều trị tại bệnh viện Vinmec. Xin thưa, đây là những tin tức rất tốt cho Việt Nam vì tư nhân và các doanh nghiệp cũng đã chung tay với chính quyền để mà tiến hành việc phòng chống và tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Xin thưa, đó là một cái hành động đầy nhân văn và nhân đạo trong mùa COVID này. Thay vì những công ty tư nhân chỉ lo kinh doanh, kiếm tiền hoặc là chỉ lo cho doanh nghiệp của mình, thì họ đã chung tay góp sức, góp của, góp tiền, thời gian và mọi thứ để cho công cuộc COVID-19. Xin thật đáng hoan nghênh những việc làm đầy tính nhân đạo, nhân văn như thế, thưa quý vị. Theo tin chính thức thì cũng đã có thêm 45 trường hợp nhiễm COVID ở Đà Nẵng và có 37 trường hợp ở các nơi khác, trong đó có 11 trường hợp ở thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay rất phức tạp và khó lường. Do đó, chúng tôi kêu gọi mọi người tiếp tay, chung tay để mà phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang diễn ra rất phức tạp. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe và cái chuông để ủng hộ kênh. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.